Nhiều nghệ sĩ trẻ người Việt trong những ngày đầu khi mới ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, vấn đề mà họ thường gặp phải là hạn chế về hiểu biết xã hội nước sở tại cũng như các mối quan hệ để có thể tìm kiếm những cơ hội biểu diễn. Họ đã khắc phục bằng cách tự mình mở rộng các mối quan hệ của bản thân thông qua bạn bè, thầy hướng dẫn hay tự tìm đến những nơi biểu diễn. Mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ của nghệ sĩ Dương Đức Tâm tại Canada về vấn đề này. Được biết, anh có khoảng thời gian công tác trong lĩnh vực âm nhạc tại Việt Nam. Thì điều gì đã khiến cho anh quyết định tới Canada để lập nghiệp ạ? Tâm thì Tâm chơi nhạc chắc cũng hơn 10 năm rồi. Và Tâm học nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và có đi theo học và khóa âm thanh ở trường MBU ở Việt Nam. Thì trong cái quá trình mà làm việc cũng như là học thì mình đã có được một cái sự nghiệp khá là ổn định ở Việt Nam. Và nhưng mà mình muốn mở rộng thêm cái cơ hội việc làm cho mình và muốn mở rộng ra thế giới thì Tâm lựa chọn Canada để đi học để càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Cái thứ hai là mình cũng muốn giới thiệu cho cả thế giới về cái bản sắc âm nhạc dân tộc Việt Nam. Anh đã bắt đầu những ngày đầu tại Canada thế nào để có được những cái cơ hội biểu diễn đầu tiên tại đây thưa anh? Ngoài những cái thời gian mà mình ở nhà, mình tập nhạc, mình học anh văn thì mình đi ra ngoài đường, mình đi lên trường, mình vào thư viện hay là mình làm quen những cái người bạn ở trong lớp. Rồi sau đó mình xuống downtown, mình vào những cái quán cà phê mà có âm nhạc, mình hỏi coi là chỗ này có cần người diễn không, rồi mình đưa demo cho họ nghe. Thì là mình thấy quan trọng nhất là về networking, có nghĩa là những cái việc làm đó nó chưa hẳn là nó sẽ có việc ngay cho mình làm, nhưng mà người ở đây là người ta rất là thích hỏi han nhau và người ta sẽ giới thiệu cho nhau. Thì cái đó là những cái cơ hội của mình vào những cái lúc sau này. Theo anh, một nghệ sĩ Việt chúng ta nên làm những gì để có thể khẳng định vị trí của mình tốt hơn trong một cái môi trường cạnh tranh như ở Canada? Thì các bạn nước ngoài đã có cái cơ hội tiếp cận với âm nhạc từ bé xíu, mà với cái nền tảng âm nhạc vậy, giáo dục âm nhạc của họ nó khá là dày, và mình sẽ bỏ những cái bản sắc dân tộc, những cái nhạc cụ dân tộc vào thì nó sẽ làm cho cái bài mình nghe nó sẽ lạ. Thì đấy là cái mà để khẳng định cái vị trí của mình ở trong cái nền âm nhạc của nước ngoài. Xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thưa quý vị, sinh năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phượng Huỳnh còn có tên gọi khác là Ami, đến Mỹ từ đầu năm 2017. Hiện tại Phượng Huỳnh đang học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Fairleigh Dickinson, thành phố New York, Mỹ. Với gương mặt khả ái, Phượng Huỳnh đã làm mẫu ảnh từ năm 14 tuổi. Mới đây, nữ sinh Việt Nam đã cho ra mắt bộ ảnh được thực hiện tại Mỹ. Và những hình ảnh của Phượng Huỳnh cũng sẽ khép lại bản tin người Việt Nam châu ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.